Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Diễn biến nóng bỏng, mở hy vọng đòi lẽ phải cho bà bé chết oan tại Bắc Giang. Cảm ơn báo Dân trí đã theo sát vụ việc và chỉ rõ những sai phạm của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang khiến ba cháu nhỏ chết đuối. Cá nhân tôi ủng hộ báo Dân trí làm đến cùng vụ việc để tạo phần một dư luận mạnh mẽ hơn, lành mạnh hơn. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bày tỏ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có ý kiến chỉ đạo. Ngày 20 tháng 9, trả lời phóng viên Dân trí về vụ việc ba cháu bé chết đuối một cách oan uổng dưới mương nước đào thải trái phép của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang, Cục trưởng Cục Trẻ Em, ông Đặng Hoa Nam cho biết, ông luôn theo sát sao vụ việc trên báo Dân trí và liên quan tới vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng đã có ý kiến chỉ đạo với các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực trẻ em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang. Ngay sau đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang và cá nhân hiệu trưởng trường này. Quan điểm của Cục Trẻ Em là lỗi của ai là phải xử lý đúng người. Nếu là lỗi của tập thể thì phải xử lý người đứng đầu tập thể, chứ không thể nào nói là lỗi của cơ quan, đơn vị rồi không có ai có lỗi trong việc này cả. Trước vụ việc xảy ra, theo quy định của pháp luật, ta có thể truy trách trách nhiệm cùng một tổ chức, cá nhân nào đó. Nếu ta không truy cứu và xử lý thì sẽ xảy ra tình trạng bỏ trống trách nhiệm, lờ trách nhiệm và nhờn luật. Trách nhiệm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước vụ việc này là điều phối hợp với các cơ quan chức năng để xác nhận rõ trách nhiệm thuộc về ai, Cục trưởng Đặng Hoa Nam nói. Cục trưởng Đặng Hoa Nam gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí vì đã theo đến cùng của vụ việc. Quan điểm của cá nhân tôi cảm ơn báo Dân trí đã kiên trì đến cùng vụ việc này. Cảm ơn các bạn đã đem đến những thông tin không lọt lỗi của một người vi phạm. Có thể như vậy mới có xã hội lành mạnh hơn. Trước đó, vào ngày 11 tháng 9 năm 2019, phóng viên Dân trí đã có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang. Ông Đào Hồng Song, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi xảy ra các vụ tử vong đau lòng, chúng tôi đã trực tiếp đến hiện trường để khảo sát. Mực nước tại con mương này đến bây giờ mưa như thế là sâu khoảng 3m, rộng từ 3-5m, không phải trẻ con, người lớn rơi xuống đây cũng chết đuối. Ông Song khẳng định, về quan điểm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tôi cho rằng sai thì có sai, còn sai ở mức độ như thế nào thì cơ quan chức năng cần phải điều tra theo luật xây dựng luật trẻ em để xử lý. Trong luật trẻ em, quy định rõ trẻ em có quyền đầu tiên, quan trọng nhất là quyền được sống. Vấn đề ở đây là lỗi của nhà trường rõ như vậy rồi, cần phải xem sai phạm này được áp dụng theo luật nào để xử lý. Quan điểm của tôi là phải làm theo pháp luật, bây giờ nói với nhau bằng tình cảm thì nó đã hết rồi. Sai phạm chết ba mạng người, sừng sững lý do không khởi tố. Căn cứ pháp luật bí ẩn của Công an huyện Lạng Giang và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạng Giang không khởi tố vụ án sinh mạng của ba cháu bé bị cướp đi do sai phạm của cơ quan chức năng, kết luận được giải mã tại Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạng Giang theo quyết định số 295 về việc giải quyết khiếu nại của chị Nghiêm Thị Mai, trú tại thôn Sơn 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, mẹ của một trong ba bé nhỏ tử vong. Cơ quan tố tụng này khẳng định, việc triển khai xây dựng công trình của trường chưa có kế hoạch đầu tư, nội dung đầu tư không đúng theo danh mục của Bộ Công Thương quyết định tại quyết định số 2239 vào ngày 19 tháng 6 năm 2017. Quyết định chỉ cho phép nhà trường đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa cổng, nhà bảo vệ, mở rộng đường vào, công trình thực hiện trên đất nông nghiệp trồng hàng trăm năm và chưa có chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định là vi phạm trình tự thực hiện dự án, chưa tuân thủ theo các quy định về quản lý chất lượng công trình giáo dục. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạng Giang cũng trần tình giúp trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp ngay theo đó, xét theo công trình hệ thống, kênh bao tưới tiêu kết hợp với bảo vệ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang ở khu vực giữa cánh đồng, giáp danh với nhiều cánh đồng của thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh, không gần đường giao thông và các khu sinh hoạt cộng đồng. Trường xây dựng hệ thống kênh bao tưới tiêu, mặc dù không thực hiện đúng theo chủ trương đầu tư và trình tự thực hiện dự án, chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, nhưng đã được Sở Xây dựng chấp thuận phương án kiến trúc, vị trí xây dựng công trình. Sau khi đưa công trình vào sử dụng, nhà trường đã cắm 20 biển cảnh báo nguy hiểm dọc theo các tuyến đường từ ngoài vào kênh nước để có cử lực lượng bảo vệ tuần tra, nhắc nhở các trường hợp đến bắt cá, bơi lội và thâm nhập vào trường. Kinh ngạc hơn là Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạng Giang kết luận,
với hai nạn nhân vào buổi chiều ngày 23 tháng 6 năm 2018 đã trốn sự quản lý của gia đình, tự ý đi đến kênh mương tắm, bơi lội và bị đuối nước là tai nạn rủi ro không mong muốn. Việc quản lý trông coi các cháu thuộc trách nhiệm của gia đình các cháu. Do vậy, xác định ông Đặng Thanh Thủy là hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang không có lỗi. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Lạng Giang xác định không có sự việc phạm tội và đưa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Theo xác minh của phóng viên Dân Trí, những thông tin của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạng Giang kết luận rất có vấn đề. Cơ quan này cho rằng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang dù sai phạm nhưng đã được Sở Xây dựng chấp thuận phương án kiến trúc, vị trí xây dựng công trình. Trong khi đó, trực tiếp làm việc với phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Việt Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cùng nhiều trưởng phòng, ban sở này khẳng định chưa chấp thuận phương án kiến trúc, vị trí xây dựng công trình hoàn toàn không có nghĩa là chủ đầu tư được xây dựng công trình không phép. Hơn nữa, trong trường hợp này, cụ thể với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thì phương án kiến trúc, vị trí xây dựng được Sở Giáo dục phê duyệt. Không hề có mương nước sâu, nguy hiểm khiến ba cháu bé tử vong. Tiếp đến là Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lạng Giang khẳng định, sau khi đưa công trình vào sử dụng, nhà trường đã cắm 20 biển báo cảnh cáo nguy hiểm dọc theo tuyến đường vào phía ngoài kênh nước. Tuy nhiên, theo sơ đồ hiện trường vụ án đuối nước do Công an huyện Lạng Giang lập tại thời điểm xảy ra vụ việc tử vong vào ngày 23 tháng 6, thể hiện chỉ có 2 biển cảnh báo khu vực mương nước sâu nguy hiểm được cắm ở hai đầu mương tử thần này. Đặc biệt là vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã có công văn do ông Nguyễn Việt Phong, Phó Giám đốc Sở ký gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang báo cáo xác định nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên. Công văn nêu rõ khi công trình xây dựng hoàn thành đã được tạo ra máng nước sâu nguy hiểm mà cậu trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp không có đầy đủ biển cảnh báo nguy hiểm và hàng rào chắn an toàn khu vực công trình. Báo cáo dối trá đến tận gia đình nạn nhân khẳng định không xin lỗi. Phóng viên Dân Trí cũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang, cơ quan quản lý tổ chức đảng của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về báo cáo gian dối về vị hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bộ Công Thương. Ông Vương Đức Đông, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các cơ quan của tỉnh Bắc Giang cho biết, qua làm việc với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Đảng ủy và cá nhân hiệu trưởng trường này đã phải thừa nhận đưa ra thông tin dối trá, sai sự thật trong báo cáo này. Cụ thể, gia đình cháu bé tử vong vô cùng bức xúc khi tập thể lãnh đạo trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Đảng ủy nhà trường đồng lõa với hiệu trưởng đưa ra thông tin dối trá khi khẳng định trường này đã hỗ trợ gia đình mỗi gia đình là 20 triệu đồng. Số tiền trên đã được gia đình các cháu chấp nhận tiếp nhận vào ngày 20 và ngày 30 tháng 10 năm 2018. Các gia đình không có khiếu kiện khiếu nại gì, trong khi gia đình đã trả lại số tiền cho nhà trường và đang tiếp tục đi tố cáo sự việc đến cơ quan công an. Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2019, ông Đặng Thanh Thủy, hiệu trưởng, phó bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy đến gia đình chị Nghiêm Thị Mai, mẹ cháu Ngô Đình Khôi, học sinh lớp 4 trường Trung học cơ sở Tân Dĩnh tử vong dưới công trình sai phạm của nhà trường. Tại buổi làm việc, gia đình nạn nhân bày tỏ quan điểm chỉ cần được nghe một lời xin lỗi chân thành từ nhà trường để vong linh cháu bé được siêu thoát, nhưng người còn sống cảm thấy an lòng và khép lại sự việc. Từ đó, gia đình nạn nhân cũng khẳng định không đặt nặng yêu cầu bồi thường thiệt hại nên không ai đưa ra bất kỳ một yêu cầu nào về số tiền cụ thể mà tùy nhà trường đặt lễ trước vong linh của cháu. Thế nhưng, ông Đặng Thanh Thủy cho biết ông đã cùng lãnh đạo và Đảng ủy trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp không phải đến để gia đình xin lỗi mà đến để chia sẻ động viên, lắng nghe nguyện vọng. Khẳng định của ông Thủy khiến gia đình nạn nhân vô cùng sững sờ. Ngay lập tức, bố mẹ cùng nhiều người thân của cháu bé tử vong đã bày tỏ sự uất ức và phẫn nộ. Đại diện chính quyền địa phương, ông Đào Văn Dự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Dĩnh cũng đưa ra những trao đổi về đề nghị nhà trường có một lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và vong linh cháu bé. Tuy nhiên, trong suốt buổi làm việc, ông Thủy luôn giữ quan điểm và khẳng định không có một lời xin lỗi nào của nhà trường với gia đình nạn nhân cũng như trước vong linh của cháu bé. Báo Dân Trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc đến bạn đọc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân Trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.